I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? I know you're mine. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? Can you ever get enough? I'm so sorry. Hello, hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh Nguyễn Cao Lâm, Gym và cuộc sống của mình. Ở đây là bạn Linh. Hôm nay chúng mình sẽ quay một clip chuyên về động tác tập vai. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nữ tập vai như thế nào để có một cái vai săn chắc đẹp và nó không có bị xui, không có bị xu, mà nó sẽ đẹp, nó sẽ ngang ra và nó không có bự như nam, nhưng mà nó không có bị xui xuống như vậy, nó không có bị xui xuống như vậy này. Đó, ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, chúng ta sẽ qua động tác đầu tiên là shoulder press bằng tạ đơn. Động tác này á thì chúng ta sẽ tập trên cái ghế mà cái chỗ tựa của chúng ta nè, nó sẽ thẳng gần như khoảng 90 độ. Nếu mà các bạn để hẳn 90 độ luôn á thì nó sẽ hơi bị tức cái cột sống, nên chúng ta sẽ để nghiêng qua khoảng đây nè, là khoảng 80 độ. Thì á, cái vị trí tiếp xúc của ghế của chúng ta đầu tiên á, là phần gáy nè, tiếp theo nữa là phần lưng xô nè, cái phần lưng hông ở dưới này nè nó sẽ không tiếp xúc ghế nha. Rồi cái vị trí tiếp xúc ghế tiếp theo là phần mông và phần chân của chúng ta. Thì á, khi mà chúng ta sẽ phát lực là toàn bộ cái phần vai này nè nó sẽ đẩy lên, còn phần dưới này nè giống như là một cái khối trụ vững. Đó, khối trụ vững hoàn toàn không chuyển động trong suốt quá trình tập. Thì khi tập chúng ta sẽ bắt buộc phải gồng phần core là phần bụng và phần lưng. Rồi em bắt đầu đưa tạ lên. Đó, tạ nhẹ thì chúng ta có cái cầm hẳn lên như vậy. Còn nếu mà tạ nặng thì chúng ta sẽ dùng cái đầu gối nhấc cái tạ lên, đưa tạ vào vị trí tập. Động tác này lưu ý này, chúng ta không có bành ngang cái tay ra như vậy thì nó sẽ bị khóa khớp này, nó sẽ bị chấn thương. Chúng ta sẽ hơi đưa nghiêng luôn như này. Đó, rồi bắt đầu thì là vị trí này em đã bắt đầu đẩy lên đi. Rồi, đó khi mà lên chúng ta không có thẳng quá như vậy, thẳng quá như vậy cái tay nó bị cong lại như này thì nó sẽ bị chấn thương cái cùi chỏ, và chúng ta lên khoảng như này thôi. Rồi chúng ta xuống tới đây, đó, rồi bắt đầu lên, rồi vẫn hơi thẳng tay nè, đừng có thẳng tay quá, lên, đó, rồi xuống tới đây, rồi em xuống như dưới này đi. Chúng ta không nên xuống quá như này nha, nó không cần thiết và làm cái vai của chúng ta nó bị dễ bị chấn thương. Chúng ta chỉ cần xuống khoảng vuông góc như này nè, rồi chúng ta bắt đầu đẩy lên lại. Rồi, đó, xuống. Rồi, ok, chúng ta sẽ qua động tác thứ hai là động tác Arnold Press. Arnold Press này nó sẽ vẫn tác động vào cơ vai của chúng ta. Thì động tác này nó sẽ như thế này, bạn Linh sẽ bắt đầu tập và mình sẽ nói được những cái lưu ý của động tác này. Rồi, em bắt đầu đưa tạ vào vị trí tập đi. Rồi, rồi em tập đi. Lên như này này, rồi em xuống, vòng vô. Đó, lên. Rồi các bạn lưu ý nè, cái động tác của nó. Rồi cái động tác lưu ý á, lên, đẩy lên như vậy nè, xong rồi đẩy xuống, chứ chúng ta không có banh ra, xong rồi đẩy lên dài, xong rồi xuống, khép vô. Cái động tác á, là nó sẽ đi lên như vậy, xong rồi nó lại đi xuống như vậy, đi lên như vậy, đi xuống như vậy. Đó, nó không có ngắt quãng ra như vậy mới đẩy lên hay là xuống như vậy mới banh vô. Nó là một cái động tác liên tục. Liên tục đó, Arnold là một cái động tác liên tục, nó sẽ tác động vào cái phần cái quỹ đạo đi á, nó sẽ không phải là lên xuống mà nó sẽ đi đường vòng, cho nên nó tác động cái phần
cầu vai phía bên ngoài vậy nè, nó làm cho cái vai của chúng ta nó ngang ra, nó không có bị xuôi xuống. Động tác này á, các bạn nữ đặc biệt nên tập luôn, rất tốt cho cái phần vai nó không có bị xuôi. Rồi, ok, em sẽ bắt đầu tập. Ok, chúng ta sẽ vô với động tác thứ ba là động tác như này. Chúng ta vẫn ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực như này. Hai tay, cái tạ mở ra như này. Rồi, tay chúng ta sẽ tập vòng lên như này. Đó, xong rồi chúng ta lại xuống mà xuống, cố gắng giữ lại càng lâu càng tốt thì nó sẽ tác động vô phần vai của chúng ta, làm cho vai của chúng ta khỏe ra. Đó, lên xuống nè, xuống là lúc kháng lực lại này, không có xuống nhanh như vậy, không có xuống cái ảo như vậy. Chúng ta lên xuống nè, đó, lúc này dùng lực vô vai giữ tạ lại thì nó sẽ tác động vào phần cơ của chúng ta nhiều hơn. Đó, lên nè, xuống nè, lên nè, xuống nè. Ok, Linh sẽ bắt đầu vào tập và mình sẽ sửa những cái lưu ý. Rồi, gồng phần kho, ưỡn cái ngực ra, rồi để hai tay xuống, để tay xuống. Rồi, bắt đầu hít thật sâu và đưa tạ lên. Rồi, bắt đầu đưa tạ vòng xuống. Đó, đúng rồi, đưa lên. Rồi, vòng xuống, chính xác. Rồi, đưa lên lại, vòng xuống. Đúng rồi, cái tay nó hơi thẳng lên nè, cái tay cong lại, đó, cong trong suốt quá trình tập. Đó, cái tay không thẳng, đó. Rồi, rồi bây giờ em sẽ đưa hẳn vô trong này luôn nha, em lên nè, em đưa vô trong người này luôn nè, đó. Em đưa vô trước bụng luôn, đưa cái tạ vô trước bụng, đó. Đưa vô hẳn như nè, đó, rồi em đưa lên. Rồi em đưa tạ vô. Đưa vô trước như thế này, phong xuống. Đó, vòng lên. Đó, cái nào nặng hơn. Đó, đưa tạ vô, đưa tạ lên. Đó, thì cái động tác này nó sẽ là nâng cao, là nó cứ quỹ đạo đi, nó sẽ nhiều hơn. Lên, xuống, cố gắng xuống chậm thôi. Đưa tạ vô, lên nè, nâng lên. Đúng rồi, xuống chậm thôi nè, chậm thôi, giữ lại. Đó, cái động tác này khi mà xuống chậm nó sẽ cực kỳ khó luôn, tại vì là lúc là kháng lực nè, xuống nè, chậm thôi, đưa vô, xong rồi đẩy lên, chính xác. Rồi, chúng ta sẽ qua động tác thứ tư là động tác tập vai trước nó như thế này. Rồi bắt đầu vị trí thì chúng ta sẽ để hai tạ này, rồi chúng ta nhấc tạ lên, nếu mà tạ nặng quá thì chúng đã lên như vậy. Đó là vào vị trí tập là như này, ngực ưỡn rộng ra này, cái lưng của chúng ta gồng chặt phần kho, hai tay để này, rồi đẩy lên, xong chúng ta đẩy xuống như này. Đó, đẩy lên, đẩy xuống, chúng ta không có cần xuống quá như này nha, xuống quá như thế này nó dễ bị chấn thương á, nó làm giãn khớp vai của chúng ta ra quá nè, chúng ta chỉ cần xuống tới đây thôi. Tới đây nè, lên sẽ bắt đầu vào thử vô đi em.
Rồi, chúng ta sẽ ngồi. Đúng rồi, chân mở, mở ra đó, mở ngồi. Đúng rồi, người trụ vững ra, thoải mái nè, khỏe mạnh ra. Rồi, đưa tạ lên và vị trí tập đó. Để tạ ở đây, đây là vị trí bắt đầu nè, nó cao lên nhỉ. Rồi, chúng ta cùng đẩy tạ lên. Đúng rồi, đừng có lấy thẳng tay quá. Xuống, lên, đúng rồi, xuống, hít vào, lên, thở ra. Xuống, đúng rồi, nó sẽ tác động vào phần vai trước ở, của chúng ta là phần phần ở đây nè. Rồi. Một động tác tiếp theo nữa để tập vai nữa mà chúng ta nên tập nữa là động tác tập vai trước. Chúng ta sẽ đứng rộng ra như thế này, hai tay thẳng, rồi từ từ đưa tạ lên phía trên đó, ngang đầu, xong rồi lúc mà xuống đưa tạ chậm xuống đó, rồi lại đưa lên, đưa xuống đó. Động tác này nó sẽ tác động vào rất phê vào cái phần vai trước chúng ta nè, và nó nối vào cái phần cạnh ngực á đó. Các bạn mà muốn cái phần chỗ này của chúng ta săn chắc á, mà nó đẹp á, thì chỉ có động tác này thì nó sẽ tác động vào đúng cái phần đó đó, cái phần cạnh chỗ này nè đó, phần nguyên cái phần cạnh ở chỗ này. Rồi, ok, nên sẽ bắt đầu tập. Đúng rồi, xuống đó, hai chân đứng vững ra, gồng chắc cái phần bụng với phần lưng này. Ở bất kỳ động tác nào á, chúng ta cũng đều gồng cái phần bụng và phần lưng hết đó. Đó, toàn bộ cái phần thân dưới này khóa hết nè. Đó, chỉ có cái tay và cái vai di chuyển thôi. Cái tay cố gắng càng thẳng ra càng tốt. Đó, nếu mình đó, càng thẳng ra. Nếu mà các bạn càng xuống chậm được bao nhiêu thì nó sẽ càng vô vai càng tốt chừng đó. Càng xuống chậm càng tốt, đưa lên. Đó, rồi xuống, không cần đưa vượt quá đầu đâu, ngang đầu là được. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cái bài tập ngực dành cho nữ để các bạn có một cái bờ vai nó không có bị suông như này và nó kéo căng lên, làm cho chúng ta cảm thấy cái người chúng ta nó tự tin và thoải mái. Các bạn có ý kiến gì về bài tập này hay là muốn mình làm thêm những bài tập khác thì comment ở phần bên dưới. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, share và một subscribe. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye. Để nâng cao cái vai trò của sức khỏe trong cuộc sống thì mình đã tạo ra một club gọi là club 23-30. Club này nó có ý nghĩa như thế nào? Là nam sẽ giảm mỡ xuống 23% và nữ giảm mỡ xuống 30%. Khi tham gia vào club này, các bạn sẽ phải có một cái kỷ luật, phải có một cái sự nghiêm túc. Và cái group này mình sẽ có một cái khoản phí nho nhỏ để duy trì, gọi là cái phí mà mình take care cho các bạn, là giá 1.800.000 trong vòng 3 tháng. Khi tham gia vào group này thì hàng ngày các bạn phải làm theo những cái hướng dẫn của mình để đạt được cái kết quả là giảm phần trăm mỡ từ cái số hiện tại xuống 30 đối với nữ và xuống 23% đối với nam. Cái khoản chi phí này là cái khoản chi phí mà mình take care cho các bạn khi mà các bạn tham gia vào group. Hàng ngày các bạn phải đăng hình, đăng status vào trong group để biết là các bạn rất là nghiêm túc đối với lại cái việc giảm cân của mình. Đó, group này nó sẽ dành cho các bạn khi mà đã thực hiện được tất cả những cái quy trình giảm cân rồi các thuốc giảm mỡ nhưng mà vẫn không giảm được cân, thì các bạn, đây là group dành cho các bạn. Thì các bạn tham gia vào thì nó sẽ có một cái rất là hữu ích, nó sẽ có một cái cộng đồng
mọi người, người này tác động lên người khác, người này tác động lên người khác, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái động lực để giảm cân. Ok, link của group mình để ở dưới. Các bạn có thắc mắc gì trước khi tham gia vào group thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.